Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0344341710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Thì chiều hôm nay em về được một ít đầu máy Kawasaki DG. Đấy. Đầu Nhật bãi thôi. Mới vừa về luôn, tất thì luôn, mới vừa khui thùng luôn ha. Đấy, trong đây thì có 15 16 đầu gì đấy. Rồi vài bữa rồi về thêm ít nữa thì mọi người cứ mua đi ha, không sợ hết đâu. Rồi thì trước tiên giới thiệu cái lô này nè, là em sẽ quay cái đầu cái cây lam này nè. Đấy, bán cho mọi người đây. Đây nè, bốn này, lam này lam 50, lam 50 nhé. Lam này là lam xài cho dòng Sinowa nè, Singu nè, Echo nè. Đấy, các dòng nồng đứng luôn, miễn chân ốc 6 ly là được. Đấy. Xích của nó thì bản chân này thì chạy được xích 325 và xích mini chân 91. Đầu Latin nhé. Đấy. Còn nguyên. Đấy. Còn nguyên nha. Đấy. Rồi, cây lam này em bán cho mọi người 400. 400 nhé, lam 50. 400.000 thì mọi người xem được thì liên hệ cho em nhé, chỉ có một cây một thôi. Đấy, rồi cái lô ngày hôm nay nó có màu cam, màu đỏ, đa số thì màu đỏ thôi. TG thì đa số là màu đỏ, màu có màu xanh, màu vàng nữa. Nói chung là có 3-4 màu gì đó. Thì đây TG20, TG20 này, TG20 này, đẹp đẹp không nhá. Đấy. TG này, TG20 này. Đấy, TG20 này. 20 này. 18 này. 20 này. 20 này. 20 này. 18 này. 18 này. Này 18 này. Con này TG24 này. 24 này. 25 này. Đấy. Ba cái đầu này là ba cái đầu lớn, nòng 34 ly nhé. Mọi người có thể về gắn vô cần cắt cỏ được luôn nha. Bên em có bán cần, có bán cần theo đầu máy luôn, thì giá một cái cần bên em bán thì mọi người thêm 400. Cứ tính cái cần là 400, máy này 18 20 hoặc là 24 25 gì cũng vậy hết nhé. Đó. Và cái giá đầu máy là bao nhiêu? Xong rồi cộng lên. Cộng lên nhé. Thì gắn cần vô nha mọi người, rồi cộng thêm cái cần bao nhiêu tiền đó là bên em bán như vậy. Còn bây giờ bên em bán đầu không á, là những cái đầu máy nè đẹp và ngon thì nó 600 hoặc là 650 hoặc là 550, tùy đầu nha mọi người. Đó, chứ không cái đầu bãi này là không có giá cố định, bởi vì khi mua về nó có thể là bị dính nòng hoặc là lớp B nè đó, nó có sự cố thì bên em thì cũng phải trừ mấy cái tiền nó ra ha. Đó, chứ không phải là đầu nào nó về nguyên vẹn đâu. Đa số thì bán này, như cái đầu này nè, có một cái đầu này là làm đầu sát rồi nhá. Đó, đầu này về là đầu này bị cứng máy nè, coi như là lỗ đầu này rồi, là bỏ rồi đây. Đấy. Thì còn lại những cái đầu này hơi hãm. Đa số mấy em bán là cho mọi người là nguyên rin hết nha, khỏi phải lo. Này, con này nè, đó. Hàng bãi Nhật về mà Buri nó mới như này nè, thấy không? Rất mới. Rồi. Những con này là hơi hãm ngon lành hết nha. Rồi. Chắc cũ luôn. Thì tùy theo mọi người bỏ số tiền ra mua một cái đầu đẹp về để xài thôi. Đa số những đầu này gắn lên máy xích suốt thì xài bao ngon luôn, vừa nhẹ mà vừa ngon, máy Nhật nữa. Đây, đầu là đầu vú nhỏ. Này là vú nhỏ nhé. Vú này bóp nó cũng sướng lắm nha. Đây. Này bóp nó bền lắm nha. Đấy. Rồi, có cái đầu này nè, là bình xăng vú này là bơm ở dưới này. Đấy. Bơm ở dưới. Rồi bên này thì bình xăng vú lớn bơm ngang. Đấy. Rồi. Thì mọi người xem nhé. Rồi
Số điện thoại của em là 0344341710. Mọi người cần mua thì liên hệ trực tiếp với em để đặt hàng. Thì những cái đầu này mọi người phải cọc cho em nhé. Đó, cọc cho em 100 hoặc là 200 hoặc là chuyển khoản hết cho em được. Đó, em sẽ bao ship cho mọi người. Đó, hàng bên em bán mọi người cứ yên tâm mà mua xài nha. Rồi, bố, tum, cần. Rồi, có đầy đủ hết. Rồi, bố nè, đầy đủ hết. Rồi, mua về là chỉ có việc bắt ốc vô, là vô bình thuốc hoặc là gì đó, là xài thôi, cần cái cỏ cũng được. Rồi mọi người đăng ký kênh ha, nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh em nha mọi người. Đấy, kênh em cũng gần được 2.000 người yêu quý rồi ha. Đấy, rất em rất chân thành cảm ơn mọi người luôn. Mọi người hãy luôn đồng hành cùng với em nhé. Em sẽ ráng cố gắng kiếm thật là nhiều máy nè, máy ngon máy đẹp về để phục vụ cho mọi người ha. Mọi người ưng ý con nào thì lấy con đó, đây rất là đơn giản. Dạ, con này là đẹp xuất sắc luôn á. Đấy, có đẹp có xấu. À, rẻ mắc, rẻ thì rẻ hơn 50, mắc thì mắc hơn 50, 100. Mọi người bỏ đồng tiền ra mua là xứng đáng nha. Rồi, video em sẽ dừng tại đây thôi. Trời cũng tối rồi. Thì mọi người đừng quên đăng ký kênh ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm chuông ủng hộ cho kênh em nha. Rồi, bye bye mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những video clip của em. Đây. 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 Một con quay lại sơ qua một vòng nữa thôi. Đây. Đây. Rất đẹp, xuất sắc nha mọi người. Rồi, bye bye, xin chào mọi người nha.